Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tóm Lê Đức Thọ, một hạt giống đỏ ăn ngàn tỷ. Vào ngày 14 tháng 12, ông Tô Ân Sô, trung tướng, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam cho biết, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ. Hàng loạt tờ báo đồng loạt đưa tin này, ông Thọ bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để mà trục lợi. Thông tin ông Lê Đức Thọ bị bắt giam. Việc Bộ Công an bắt ông Lê Đức Thọ là kết quả tất yếu khi mà ngày 17 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tuyên bố rằng ông Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch, tài sản, thu nhập. Ông Lê Đức Thọ là một trong những hạt giống đỏ. Ông này chính là con của ông Lê Học Thức, từng là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tỉnh Vĩnh Phú, gồm có Vĩnh Phúc và Phú Thọ trước đây, là con của một quan chức. Lê Đức Thọ lại kết hôn với một con của quan chức khác. Vợ Lê Đức Thọ là bà Trần Thị Minh Vĩ, con gái ông Trần Văn Nho, cựu giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc, cựu phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện nay bà Vĩ là phó giám đốc kho bạc nhà nước quận Thanh Xuân, Hà Nội. Dựa vào thế và lực nhà vợ, Lê Đức Thọ nhanh chóng tiến thân trong cả ngành ngân hàng lẫn guồng máy chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, Lê Đức Thọ còn dựa vào nhóm lợi ích Phú Thọ để mà cất cánh. Chính Nguyễn Văn Bình, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Thống đốc Ngân hàng của Nhà nước Việt Nam đã từng nâng đỡ cho Thọ và nhờ đó mà Thọ lên như diều gặp gió. Được biết, trước khi rời khỏi chính trường, Nguyễn Văn Bình đã giới thiệu được cho Lê Đức Thọ vào chân Trung ương Đảng khóa 73 và được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Nhiều nguồn tin cho biết cựu Bí thư tỉnh Bến Tre có khối tài sản khổng lồ với con số đến cả ngàn tỷ đồng sau nhiều năm nắm giữ các vị trí chủ chốt trong hệ thống ngân hàng. Ngoài ra, đôi vợ chồng này còn sở hữu nhiều biệt thự sang trọng ở các tỉnh thành cùng nhiều bất động sản giá trị và cổ phần trong hệ thống ngân hàng thương mại. Lê Đức Thọ được cho là quan chức có khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng. Hiện nay, bộ máy chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đầy rẫy những hạt giống đỏ. Còn vua thì lại làm vua. Tất cả những hạt giống đỏ đi lên nhờ quan hệ của gia đình với chính quyền. Đặc biệt là hiện tượng nhóm lợi ích địa phương bao che, nâng đỡ người cùng địa phương để cùng tiến ra trung ương. Những người nhờ nhóm lợi ích chính trị địa phương che chở ấy, họ như sống trong những bong ke vậy, không ai dám soi, nên họ tha hồ đánh chén, tham nhũng, ăn cắp mà vẫn lên chức. Nhóm lợi ích Phú Thọ không mạnh và nhân vật nặng ký nhất của nhóm này là Nguyễn Văn Bình, cựu Ủy viên Bộ Chính trị thì đã bị đá văng ra khỏi chính trường. Nên Lê Đức Thọ mất đi bong ke, che chở. Thực tế có những hạt giống đỏ đang là thành viên của các nhóm lợi ích chính trị mạnh thì không ai dám động đến. Mạnh nhất hiện nay có thể kể đến là nhóm Nghệ An, kế tiếp là nhóm Hà Tĩnh. Những hạt giống đỏ đang tồn tại trong các nhóm này đều tiến thân rất vững chắc. Ví dụ như bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Bà này bị nghi vấn có dính đến vụ thanh toán tại trụ sở Đảng ủy tỉnh Yên Bái vào năm 2016 nhưng chẳng khui ra được, mặc dù rất nhiều mạng đã bị chết lúc đó. Ông Nguyễn Văn Bình, cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được cho là nhân vật đỡ đầu cho Lê Đức Thọ. Hiện nay Lê Đức Thọ bị bắt, nhưng còn đó cá gọc Nguyễn Văn Bình, Lê Minh Hưng, Nguyễn Văn Thắng, vân vân. Những người này được trao quyền sinh quyền sát trong ngành ngân hàng của đất nước, nhưng họ không làm việc vì lợi ích của đất nước. Ngành ngân hàng Việt Nam hiện nay tan nát với vụ SCB và còn tiềm ẩn nhiều vụ án khác đang trực chờ, còn lớn hơn cả SCB. Những ông nhọt lớn như thế, bắt đầu từ những con người tài năng thì thiếu thốn nhưng lòng tham thì lại vô biên. Hậu quả là nền kinh tế của Việt Nam bị tan nát, đời sống của hàng trăm triệu người dân Việt Nam kiệt quệ, còn tầng lớp quan tham thì khối tài sản trăm tỷ, ngàn tỷ ngày một lớn hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin tóm Lê Đức Thọ, một hạt giống đỏ ăn ngàn tỷ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vụ Việt Á
Tô Lâm bất lực giờ chiêu bất cung ghép tội rồi tung lên báo chí. Phía nhà cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết vào ngày 3 tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử vụ kýt xét nghiệm Việt Á, trong đó có hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh cùng 36 bị cáo hầu tòa, và phiên tòa dự tính kéo dài tới 20 ngày. Vào ngày 24 tháng 5 năm 2022 khi đó, ông Nguyễn Huỳnh, Phó trưởng phòng Quản lý giá, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế bị bắt để điều tra. Ông Huỳnh bị cáo buộc lợi dụng vai trò là thư ký của ông Nguyễn Thanh Long, thời kỳ ông Long làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, để giới thiệu, tác động, can thiệp và thực hiện một số hành vi sai phạm liên quan đến vụ Việt Á. Vào đầu năm 2024 sẽ xét xử vụ Việt Á. Tô Lâm cho bắt ông Huỳnh mục đích là tóm Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, và hai tuần sau ông Nguyễn Thanh Long cũng bị bắt. Đây là cách để cho công luận biết rằng ông Nguyễn Huỳnh đã khai ra những sai phạm của sếp. Tuy nhiên, thông tin nội bộ cho biết ông Nguyễn Huỳnh không khai gì với cơ quan điều tra. Ông Tô Lâm đã cho bắt bừa ông Nguyễn Thanh Long rồi sau đó mới ép cung Nguyễn Huỳnh. Cách làm của ông Tô Lâm lâu nay vẫn như vậy, không theo một quy trình tố tụng hình sự nào cả. Vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng vừa qua cũng là cách bắt bừa rồi tìm cách ghép tội sau. Tuy nhiên, cách làm của công an Thái Bình trong vụ ông Lưu Bình Nhưỡng còn quá non hoặc do quá vội nên lộ ra nhiều sơ hở. Còn vụ Nguyễn Huỳnh, thư ký của ông Nguyễn Thanh Long, thì Bộ Công an làm kín hơn, chỉ có người trong cuộc mới biết. Để hợp thức hóa ép cung kết tội, Tô Lâm đã cung tin tức để báo chí đồng loạt đăng tải rằng cơ quan điều tra đã xác định tổng số tiền mà Phan Quốc Việt đã chi hối lộ cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long lên tới 2,2 triệu đô la Mỹ, tức là hơn 51 tỷ đồng. Trong đó, Việt đưa cho Nguyễn Huỳnh 2,2 triệu đô la để chuyển cho Nguyễn Thanh Long, và Việt đưa trực tiếp cho cựu Bộ trưởng 50.000 đô la. Tuy nhiên, một nguồn tin từ bên trong cho biết đây là con số mà cơ quan điều tra công an nặn ra để mà ghét tội. Thực tế, ông Nguyễn Huỳnh không bán đứng sếp của mình. Nguồn tin cho biết rằng ông Tô Lâm không thể bắt ông Nguyễn Huỳnh khai nên dùng báo chí để kết tội theo kịch bản của công an. Không chỉ riêng ông Nguyễn Huỳnh, bóng Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Kế hoạch Bộ Tài chính của Bộ Y tế cũng tương tự như vậy. Ông Nguyễn Nam Liên không nhận tội nhưng bị bức cung, và công an cũng cung cấp số liệu cho báo chí để mà tạo dư luận dọn đường. Các quan chức tham nhũng bị bắt, có nhiều người rất trí trá, họ làm cho cảnh sát điều tra phải bất lực, đó là sự thật. Việc chứng minh bị can có tội mà không bức cung, nhục hình là trách nhiệm của cảnh sát điều tra. Nếu bị can thực sự có tội nhưng cảnh sát điều tra lại không thể tìm được bằng chứng chứng minh cho họ có tội thì phải xem họ là vô tội. Điều quan trọng để đảm bảo công lý là công tác điều tra phải đúng quy trình tố tụng, không được phép lạm dụng quyền lực để bức cung nhục hình. Nếu sử dụng nhục hình hoặc sai quy trình tố tụng thì rất dễ dẫn đến oan sai. Việc cho truyền thông công bố kết tội thay cho tòa án cũng là điều hết sức nguy hiểm, vì nó tạo thành thói quen cho người dân, những người ít am hiểu luật pháp quyền được cái án người khác. Từ đó tạo ra sự bất công và kỳ thị trong xã hội. Thông tin nội bộ cho biết Nguyễn Nam Liên cũng bị ép tội. Ở các nước dân chủ, người ta tôn trọng quyền im lặng và quyền có luật sư ngay từ đầu. Đây là hai quyền cơ bản bảo vệ bị can, tránh trường hợp cảnh sát lạm quyền. Tuy nhiên, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam lại không cho bị can hai cái quyền đó. Mục đích là để công an dễ dàng làm án và phá án nhanh, lập thành tích, hoặc kết án theo ý của Đảng. Có thể nói án oan trong ngành tư pháp của Việt Nam là không hề đếm xuể bởi những quy định của pháp luật như vậy. Tòa án thì dùng án bỏ túi, công an thì ghét tội tùy tiện nếu bất lực trong công tác điều tra. Vì vậy, tìm đâu ra công bằng và công lý ở cái xứ sở cộng sản này? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Vụ Việt Á, ông Tô bất lực giờ chiêu bức cung ghép tội rồi tung tin lên báo chí. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề.